Rồi nha, chúng ta bắt đầu nha. Hôm nay bạn Mai Linh nhận có việc lớp của bạn ấy vẫn học online nên là chúng ta 4 giờ. Thì hôm nay chúng ta sẽ học về hệ thực biến và ứng dụng. Thì cái này ngoài cái việc chúng ta học gặp ở chương trình lớp 9 lên lớp 10 gặp thậm chí lên lớp 12 về số phức chúng ta còn gặp nữa. Đấy, thế là 12. Thì trước hết chúng ta tóm tắt lý thuyết này. Chúng ta nhớ lại các trường hợp của Delta khi người ta cho một cái phương trình bậc 2 đó, đem tính delta và so sánh delta với số 0 thì nó xảy ra những trường hợp nào? Thứ nhất là delta âm, thứ hai là delta dương, thứ ba là delta bằng 0. Thì thầy nhắc lại đó chính là cơ sở lý thuyết để chúng ta có cái nội dung của ngày hôm nay. Trường hợp thứ nhất là delta bằng b bình trừ 4ac mà dương thì phương trình có hai nghiệm phân biệt cho bởi công thức x1 2 là một nghiệm là trừ b cộng căn delta trên 2a và một nghiệm là trừ b trừ căn delta trên 2a. Bây giờ mình mới cộng lại. Chúng ta cộng lại thì cái cộng căn delta mới trừ căn delta là hết. Trừ b trừ đi b là trừ 2b chia cho 2a, kết quả bằng trừ b trên a. Như vậy là x1 định cộng x2 thì bằng trừ b trên a. Rồi Thầy ơi, ơi thầy không chia sẻ màn hình rồi, em chả nhìn gì, đen xì. ô tôi chết rồi, có mà Ủa em chả Khánh. nhìn gì? Thế à, Khánh có nhìn không? Rồi thầy ngắt đi, thế lại đâu nó trục trặc. Ngắt đi này, xẻ lại màn hình này. Khánh mình nhìn thấy chưa? Được chưa? Khánh Minh nhìn thấy chưa? Nhìn thấy rồi ạ. Đấy tốt rồi. Đấy, nó mà trục trặc cái thế. Đấy lại. Đấy là chúng ta cộng với nhau nhá. Bây giờ chúng ta lấy nhân với nhau này thì chúng ta sẽ sử dụng nó hàng đẳng thức, một cái là trừ b cộng căn delta trên 2a nhân một cái là trừ b trừ căn delta trên 2a nhân với nhau thì ở dưới mẫu là 4a bình. Ở trên là a cộng b nhân a trừ b. Như vậy là trừ b tất cả bình trừ đi căn delta đẹp bình nó là như này. Nhưng mà delta của chúng ta thì lại bằng 4 a bình trừ 4ac. B bình trừ 4ac. Như vậy chúng ta sẽ giải nước đi, b bình trừ b bình là hết, trên tử còn 4ac chia cho 4a bình, kết quả bằng c trên a. Như vậy thấy x1 cộng x2 là bằng trừ b trên a. Và x1 nhân x2 là bằng c trên a. Đấy là trong trường hợp nó có hai nghiệm phân biệt. Cái trường hợp có nghiệm kép thì sao? Nghiệm kép thì x1 tức là delta bằng 0 ấy bằng x2 bằng trừ b trên 2a. Như vậy là x1 nhân x2 cộng x2 nó cũng bằng hai lần của b trên 2a, giải nước đi bằng trừ b trên a. Rồi x1 nhân x2 lúc này nó sẽ bằng trừ b trên 2a tất cả bình bằng b bình trên 4a bình. Nhưng nhớ rằng là delta bằng 0 tức là tương đương với b bình trừ 4ac bằng 0. Như vậy b bình cũng sẽ bằng 4ac. 4ac chia cho 4a bình, giải ước đi bằng c trên a. Đây là thầy trò chúng ta đi chứng minh lại cái hệ thức VF. Như vậy trong hai trường hợp chúng ta đều có x1 cộng x2 bằng trừ b trên a.
và x1 nhân x2 bằng c trên a. Từ đó chúng ta có kết quả như sau. Chứng minh lại đấy, nếu mà quên làm lại được công thức bậc 2 rất dễ. Đây là thầy giáo đánh máy để chúng ta thấy cách truy tìm lại công thức. Truy tìm lại công thức đây, tổng hai nghiệm này, ở dưới là tích hai nghiệm. Trong trường hợp có nghiệm kép tương tự, nhưng mà nhớ rằng là delta bằng 0, tức là b bình trừ 4ac bằng 0. B bình bằng 4ac, thay vào đây b bình thay bằng 4ac ở dưới. 4ac giải nước cho 4a bình, kết quả bằng c trên a. Và từ đó thì chúng ta có hệ thức VS như sau. Nếu như phương trình ax bình phương cộng bx cộng c bằng 0 với a khác 0 mà có hai nghiệm phân biệt hoặc là không phân biệt, tức là người ta chỉ nói hai nghiệm chung chung, x1 x2 ta đều có x1 cộng x2 bằng trừ b trên a và x1 nhân x2 bằng c trên a. Đó chính là hệ thức VS. Trong trường hợp đặc biệt, nếu như tổng a cộng b cộng c bằng 0 thì phương trình có một nghiệm x1 bằng 1. Và nghiệm thứ hai sẽ là x2 bằng c trên a trên x1 bằng c trên a. Tại sao lại như vậy? Bây giờ mình phải hiểu bản chất chứ không cứ học thuộc vẹt thì theo thời gian nào đó chúng ta lại quên, hiểu chưa? Bây giờ phải hiểu là tại sao a cộng b cộng c bằng 0 thì nó lại có một nghiệm bằng 1. Này, chúng ta xét trường hợp đầu tiên là a cộng b cộng c bằng 0 nhé. Chúng ta đang có cái phương trình ax bình phương cộng bx cộng c bằng 0. Mà đề bài thỏa mãn yêu cầu là a cộng b cộng c bằng 0. Thì mình sẽ viết như sau: a nhân 1 bình cộng b nhân 1 cộng c bằng 0. Và điều này chứng tỏ rằng là x thì bằng 1 là một nghiệm của phương trình, là một nghiệm của phương trình, đúng chưa? Đấy, như vậy là tổng các hệ số bằng 0 thì chắc chắn nó có một nghiệm bằng 1. Cái nghiệm còn lại thì có hai cách tìm, một là dùng VS nhưng mà dùng cái tổng là x1 cộng x2 bằng trừ b trên a. Coi như con một đầu tiên là bằng 1 đi, 1 cộng x2 bằng trừ b trên a thì mình có thể rút được ra con x2. Hoặc mình có thể thay vào tích này, x1 nhân x2 bằng c trên a. Thế cái con này nó bằng 1 rồi, tức là 1 nhân x2 bằng c trên a rồi. Vậy thì x2 sẽ bằng c trên a thôi, đúng chưa? Đó, hiểu bản chất thì mình sau này là kể cả quên thì mình vẫn tìm được ra. Thế còn nếu như mình mà học một cách thuộc vẹt thì một thời gian sau là mình sẽ quên mất. Đấy là trường hợp a tổng các hệ số bằng 0 thì nó có một nghiệm bằng 1 và một nghiệm còn lại là c trên a. Dùng ở đâu? Dùng cái dưới, dùng cái trên biến đổi khó hơn. Nó đây lại sang lại quy đồng, nó vẫn ra đấy. Nhưng ở cái dưới là tích thì nhanh hơn. Đấy. Biết một nghiệm thì nên dùng tích nhanh hơn sẽ tìm được nghiệm còn lại. X1 nhân x2 bằng c trên a, vậy thì 1 nhân x2 sẽ bằng c trên a. Tại vì cái nghiệm đầu tiên bằng 1 mà. Rồi bây giờ trường hợp thứ hai là a trừ b cộng c bằng 0. A trừ b cộng c bằng 0 thì chúng ta sẽ viết thành là a nhân với trừ 1 tất cả bình cộng với b nhân với trừ 1 cộng với c bằng 0. Điều này tương đương với lại x bằng trừ 1 là nghiệm của phương trình. Thế sau đó chúng ta lại dùng là tích x1 nhân x2 bằng c trên a. Thay con x1 bằng âm 1 vào. Như vậy chúng ta sẽ suy ra nghiệm thứ hai là bằng trừ c trên a. Thế có dễ không? Đấy, cứ thay vào đây, nhìn cách thầy đó thay vào. Sau này chúng ta chỉ cần nhớ là nếu tổng hệ số bằng 0, a cộng b cộng c bằng 0 thì nó có một nghiệm bằng 1, dùng tích một cái ra ngay nghiệm thứ hai. Hoặc là nếu a trừ b cộng c bằng 0 thì nó có một nghiệm bằng trừ 1, và dùng cái tích này thay vào nó cũng ra luôn. Đấy là định lý VS và hai trường hợp đặc biệt. Ví dụ không giải phương trình, không tính nhân tan, giải phương trình xong x bình trừ 4x cộng 3 bằng 0. Xin bạn không giải, không bấm nhân tan đâu nhé.
À, như vậy là rất dễ dàng đúng không? Chúng ta thấy tổng các hệ số bằng 0. Tổng các hệ số bằng 0. À, mình phải nhìn được A bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu, C bằng nhiêu. Viết ra đây. Ở đây thì mình nhìn thấy A là hệ số của x bình nha, bằng 1, B bằng trừ 4. Và C bằng dương 3. A cộng B cộng C thì bằng 1 cộng với trừ 4. Cái này bằng 0. Cho nên phương trình có nghiệm XC1 bằng 1 và XC2 bằng C trên A. C trên A là bằng bằng 3. Thì sau khi giải ra thấy hai con này nó khác nhau thì mới suy ra là phương trình có hai nghiệm phân biệt nhé. Thì đúng ra là chưa biết phân biệt ngay đâu. Có trường hợp như thế này chẳng hạn. Này, cái này mà nói là hai nghiệm phân biệt luôn là sai. X bình trừ 2 cộng 1 bằng 0. Mình phải tìm nốt nghiệm thứ hai mình mới thấy được phân biệt thì mình mới nói. Nhá. X bình trừ 2 cộng 1 rõ ràng là A cộng B cộng C bằng 0 nhưng mà nó có hai nghiệm bằng nhau là đều bằng 1 cả. Thông tin tính thử. Chứ không phải là suy ra là ngay được hai nghiệm phân biệt đâu. Tính nốt nghiệm thứ hai bằng C trên A nó khác nghiệm thứ nhất thì bắt đầu mới nói là phân biệt. Được chưa? Rồi, rất dễ dàng. Đấy, mặc dù không hề giải delta nhưng mà chúng ta vẫn tính được nghiệm là do A cộng B cộng C bằng 0 nên phương trình có hai nghiệm. Cách ra một tí giải ra cụ thể à, x1 bằng thế này, x2 bằng thế này thì mới nói là hai nghiệm phân biệt. Nhiều thầy cô viết luôn chữ phân biệt nên học sinh không hiểu tại sao tự nhiên nó ra từ phân biệt. Phải tìm nốt nghiệm thứ hai thấy nó khác thì mới nói là hai nghiệm phân biệt được. Xin mời cô tiếp tục. Không tính delta giải phương trình xong. Trà mi ra chưa? Được rồi ạ. X bằng bao nhiêu và bao nhiêu? À, phải x1 bằng x2 bằng gì mà? Bằng X1 bằng 1 đúng rồi, X2 bao nhiêu? chưa 7/2 ạ. Trừ 7 phần 2 đúng rồi, cảm ơn. À, rất dễ đúng không? Không cần à, đấy chắc không cần được chữa. Đấy mình cứ viết này. Đúng ra là mới đến đây thì mới trả lời được có hai nghiệm thôi, nhưng vì mình tính ra cái X1 và X2 nó khác nhau cho nên mình mới trả lời là có hai nghiệm phân biệt. Tiếp tục không tính delta giải phương trình sau, x bình cộng 4x cộng 3 bằng 0.
Khánh Minh ra chưa? X bằng bao nhiêu? x bằng x1 bằng âm 1, x2 bằng bạn. Đúng rồi, cảm ơn. Sau đây thì chúng ta sẽ tiếp với cái nội dung định lý VS đảo. Nếu U và V là hai số thỏa mãn thể thức U cộng V bằng S, U nhân V bằng P, thì U và V sẽ là hai nghiệm của phương trình x bình phương trừ Sx cộng P bằng 0, điều kiện là S bình lớn bằng 4P. Thế thì cái này thì một số bạn thì học theo kiểu là học một cách máy móc, thế một số bạn thì học theo kiểu thế này. Trước hết thì giải thiếu thích về cái mặt ký hiệu của chữ S và chữ P. Chữ S là viết tắt của chữ sum, tức là tổng, tổng này, sum. Còn chữ P này là viết tắt của chữ product, tức là tích. Như vậy là một cái câu hỏi chính là tìm hai số khi biết tổng và tích của chúng ấy, thì là chúng ta dùng cái này. Thế làm sao mà lại có cái phương trình kia thì câu trả lời như sau. Có nhiều cách nhưng mà một trong những cách đó là chúng ta từ phương trình thứ nhất chúng ta rút được ra là u bằng s trừ v, sau đó thay ở phương trình số 2. Thay phương trình số 2 chúng ta sẽ được là u nhé, u tức là s trừ đi v nhân với v thì bằng p. Đấy. Nhân tung ra s nhân với v trừ v bình bằng p, chuyển tất cả sang vế phải như thế thì sẽ được là v bình phương trừ sv cộng p bằng 0. Điều này chứng tỏ rằng là v là một nghiệm của xc bình phương trừ sx cộng p. Thay vào nó thỏa mãn, thay chữ v bằng chữ x ra. Tương tự như vậy cái chữ u cũng thế, u hoàn toàn tương tự, cũng nó cũng thỏa mãn này. Như vậy nó là hai nghiệm của phương trình này, được chưa? Trong tình huống mà chúng ta chẳng may mà chúng ta quên mất lý thuyết thì sử dụng đúng như thầy vừa làm, tức là chúng ta sử dụng phương pháp thế, chúng ta rút ra thay vào cái kia chúng ta sẽ ra được phương trình mà chúng ta giải bình thường. Cho nên nếu như quên định lý VS đảo chúng ta vẫn có thể tìm được phương trình đấy dễ dàng, nhưng mà tất nhiên bài này nhớ là người tốt hơn. Thế tại sao lại phải có điều kiện là S bình lớn bằng 4P? Thì chúng ta biết là cái phương trình này, phương trình bậc 2 này, phương trình bậc 2 này nó có nghiệm khi và chỉ khi delta của nó lớn bằng 0. Mà delta của nó là gì? Delta bằng B bình trừ 4AC. B bình là trừ S bình lên trừ 4AC A1. Như vậy chính là S bình trừ 4T bắt buộc phải lớn bằng 0. Như vậy là S bình phải lớn bằng 4P. Có thế thôi, cứ cho điều kiện delta của nó lớn bằng 0 là ra ngay, có gì đâu mà. Cứ không hiểu, nhiều bạn không hiểu tại sao S bình nó lại phải lớn bằng 4P. Bởi vì nó là một phương trình bậc 2, muốn có nghiệm bắt buộc delta phải lớn bằng 0, thế thôi. Đúng chưa? Đấy là định lý VS đảo. Sao gọi là đảo? Mà kia là thuận, thuận tức là nó có hai nghiệm rồi thì chúng ta sẽ biết tổng và tích. Còn bây giờ là biết tổng và tích, chúng ta sẽ suy ra nó là nghiệm của cái này. Đấy. Thế thôi, có gì đâu. Mình lý thuyết nó đơn giản. Cái dạng bài đầu tiên là lập phương trình bậc 2 mà nhận x bằng 3 và x bằng 2 làm nghiệm. Xin mời. Lập một phương trình bậc 2 nhận x bằng 3, x bằng 2 làm nghiệm.
Một câu hỏi nó rất đơn giản thì chúng ta sẽ có hai cách làm như sau. Cách làm thứ nhất là chúng ta đi tìm tổng và tích. Nó có là x1 cộng x2 là bằng 3 cộng với 2 là bằng 5. x1 nhân x2 là bằng 3 nhân 2 là bằng 6. Cái này đóng vai trò là S là tổng ấy, sum ấy. Còn P chính là tích. Như vậy từ đây chúng ta suy ra là x1 x2 là hai nghiệm của phương trình. X xì bình phương trừ S x cộng P. Nếu chúng ta ký hiệu cái chữ x xì là chữ nhỏ thì bên này là chữ nhỏ mà x lớn cũng là x lớn. Tức là gì? X xì bình phương trừ 5x cộng 6 bằng 0. Không tin giải ngược lại mà xem. Tổng bằng 5, tích bằng 6. Đấy là cách thứ nhất là dùng định lý viết ảo. Và tất nhiên cái này nó thỏa mãn điều kiện là delta bằng B bình chỉ 4ac là nó lớn hơn không rồi, cho nên chắc chắn nó có nghiệm, bản chắc chắn nó có nghiệm bằng 2 hoặc bằng 3, nhưng mình muốn ghi để cho người ta không có cơ sở gì để người ta vặn mình được nữa hết. Delta bình là b bình là trừ 4ac. Đấy là cách 1. Cách 1 trả mi có khác mắc gì không? Cách này là dùng định lý vi hạn đảo. Cách thứ hai là sử dụng một cái định lý, định lý này gọi không biết gọi định lý gì, Bezu nó dễ cực luôn. Chúng ta nó có một nghiệm x bằng 3 thì như vậy nó sẽ có chứa nhân tử x trừ 3. Như x bằng 2 nó sẽ nhân tử x trừ 2. Cái phương trình bậc 2 này rất đơn giản. Nó có một cái nhân tử có nghiệm là nếu nó có x nghiệm là x xì 1 bằng 3 thì dẫn tới là nó sẽ có nhân tử. X trừ 3 nó giống như kiểu như này nhá, x bằng 3 là tương đương với x trừ 3 bằng 0 ấy. Thế có một nghiệm bằng 2 thì là nó có nhân tử là x trừ 2 bằng 0. Thế vậy như là như nào? Yêu cầu của bài toán là lập phương trình bậc 2, nhận cái này làm nghiệm và cái này làm nghiệm. Như vậy là x trừ 3 bằng x bằng 3 hoặc là x bằng 2. Điều này sẽ tương đương với lại x trừ 3 bằng 0 hoặc x trừ 2 bằng 0 và tương đương với x trừ 3 nhân x trừ 2 bằng 0. Và nhân tung nó ra đi sẽ thấy nhân tung nó ra sẽ được là x bình trừ 3x trừ 2x cộng 6 bằng 0. Đó, x bình trừ 5x cộng 6 bằng 0. Đấy, nhưng mà mình làm theo cách 1 nhé. Cách thứ hai thì nó giới thiệu thêm là nó sử dụng một cái định lý không có trong chương trình của chúng ta, nó hơi khó hiểu hơn. Nó có một nghiệm bằng 3 thì nó sẽ phải chứa nhân tử x trừ 3. Rồi, như vậy là ví dụ trên đã được giải quyết xong. Lập một phương trình bậc 2 mà nhận hai nghiệm là hai số cho trước theo định lý vi hạt đảo cho nó dễ. Được chưa? Bài tập vận dụng tìm các nghiệm của phương trình sau. Xin mời. Tìm nghiệm của các phương trình sau.
Bí quá thì giải bằng delta, nhưng mà mục đích của bài phần này đang chính là sử dụng định lý VF. Làm câu 1 trước nhé, nhìn tinh vào. Hạn chế sử dụng delta nhé.
Khánh Minh câu 1 ra đáp số thế nào? Câu đầu tiên. Alo, Khánh Minh. Trả lời đi, câu 1 ra đáp số thế nào? Câu 1 là ra x bằng âm 21 cộng căn 345 trên 6. Còn x2 là âm Chết 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 21 chết chết trừ chết 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 căn. cô nhầm đấy. Đây không? Ô, cái chết làm thế nào ra ông mai một cái gì căn. Thế bạn Trà My ra đáp số câu nhất thế nào? Thầy ra x1 bằng 1 và x2 bằng 8 phần 3. X1 bằng 1, 2 bằng 8 bằng 3. Khánh Minh. Khánh Minh. Đồng chí đã biết đồng chí sai ở đâu chưa? A cộng B cộng C bằng 0 mà không nhìn thấy nghiệm như nào mà nó tính thế nào ra lại nhỉ? Chắc là em xác định nhầm A B C rồi. A ở đây bằng 3 mà. B ở đây là bằng trừ 11. C là bằng 8 mà. Nếu em cứ chót đi tính delta ta thì cũng không thể ra nhầm nghiệm được như thế được. Trừ khi em tính nhầm ABC, B bình là 11 bình, trừ 11 bình là Em 121. tính nhầm đấy. Ừ. Trừ đi 4AC tức là 4 nhân 3 nhân 8 là 96. 121 trừ đi 6 trừ đi 96 là còn bao nhiêu? 25. Đấy, nẹp này mà căn delta này là bằng 5. Kể cả đi tính delta nghiệm nó vẫn rất đẹp. Trừ B tức là 11 trừ đi 5 chia cho 2A là 6 bằng 1 chưa? Và một nghĩa là 11 cộng với 5 là 16 chia cho 6 là 8 phần 3. 16 chia 6 là 8 phần 3. Đấy, kể cả đi tính nhân ta nó vẫn ra được nghiệm nhưng mà nó mất thời gian hơn. Đấy nha, Khánh Minh cẩn thận hơn nha. Rồi, tiếp tục câu B. Câu B ra chưa? Hữu Khánh ra chưa? Em đưa tài là tốt. X2 bằng trừ 19 gặp con. Một nghiệm bằng trừ 1 bởi vì là 5 trừ đi 24 cộng với 19 bằng 0. Mình nhìn tinh chưa? Vì này cho nên là phương trình có hai nghiệm là x1 bằng trừ 1 và nghiệm còn lại là x2 bằng trừ c trên a. Hay số vào là trừ 19 phần 5. Đấy, thế là xong. Hai câu này đã được giải quyết xong. Tính delta cũng được, không vấn đề gì, nhưng mà đáp số nó vẫn thế. Rồi, bây giờ tiếp tục làm câu C và câu D. C câu D nhìn qua sợ thế. Khó mà.
Câu thứ ba mà mình mà tò mò một tí, mình đi tính, mình để ý kỹ một chút. A đây là bằng 1, B đây là bằng trừ m, trừ 5, và C đây là bằng m cộng 4. Nếu để ý kỹ một chút, nhìn kỹ vào, ngắm kỹ vào, mình sẽ phát hiện ra chi tiết gì? Trả bi. Em nhìn này, em có phát hiện gì không? Thầy là cộng cộng hết A cộng hết C là Ừ, đúng rồi, A cộng B cộng C bằng 0. A cộng B cộng C bằng 0, cho nên là lập tức là phương trình có cái nghiệm. Phương trình có nghiệm, có hai nghiệm. Ở đây là x1 bằng bằng 1 và x2 bằng C trên A, tức là bằng M cộng 4. Thế là xong. Đây là cách 1. À, nhìn tinh nhỉ. Bạn Trà My nhìn tốt đấy. Đấy. Thế là cách 1 là xong rồi. Anh mình có hiểu không? có Thế bây giờ cái nhỡ tay mình nhận nhỡ tay mình không nhìn thấy điều này thì mình đi tính cho ta, không vấn đề gì nhé. Nhỡ tay không nhìn thấy cái này thì đi tính cho ta. Không nhìn thấy thì đi tính delta, vấn đề gì đâu. Nào, delta bằng b bình trừ 4ac, tức là trừ của m cộng 5 tất cả bình, trừ đi 4 lần 1 nhân với m cộng 4. Đây, bình phương của cái này thì sẽ ra m bình cộng với 10 m cộng với 25 trừ đi 4 m trừ đi 16. Kết quả bằng m bình 10m trừ đi 4m thành 6m, 25 trừ 16 là 9. Như vậy chính là m cộng 3 tất cả bình. Thế thì lúc đó mình sẽ là nó luôn lớn bằng không rồi, cho nên là nó sẽ có nghiệm với mọi m. Thì mình tiếp tục một nghiệm mình lấy dấu cộng, một nghiệm mình lấy dấu trừ được. Đúng là nếu mà viết căn delta thì phải viết là bằng trị tuyệt đối của m cộng 3, còn không biết thì thôi. À, thì sẽ có một cái dấu cộng và một cái dấu trừ. Trừ b tức là m cộng 5 trừ đi mở ngoặc m cộng 3 chia cho 2a tức là bằng 2. Con này chả bằng 1 gì nữa. Cái x thứ hai là bằng m cộng 5 cộng với m cộng 3 tất cả chia cho 2. Trên tử là 2m cộng 8 chia cho 2 thì trả là m cộng 4. Đó. Cái này có thể phân biệt, có thể không nhé. Nếu như m bằng âm 3 là hai nghiệm này bằng nhau đấy nhé. Cho nên là đừng có hùng hồn tuyên bố là phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt là chưa đúng đâu, giáo viên sẽ gạch đấy. M bằng trừ 3 là hai nghiệm này bằng nhau nhé. Chỉ khi nào m khác trừ 3 thì hai nghiệm mới khác nhau. Xong rồi. Nhỡ giải theo cách hai cũng được, vấn đề gì đâu. Rồi, bây giờ tiếp tục câu cuối cùng.
Hữu Khánh câu 4, câu D. Em được thầy là x1 bằng trừ 1, x2 bằng đọc đi. Trừ m trừ 1. Trừ m trừ 1 thế này ạ? À? Cộng 1 này. Trừ m cộng 1 thế này ạ? À? Vâng. Không phải. Trong bài này thì người ta cố tình cho cái con a là bằng như thế này, cho nên là một số bạn là nhầm khi a nó bằng 0 thì đây không phải là phương trình bậc 2 nhá. Khi m bằng 0 là đây không phải phương trình bậc 2. Chúng ta xét trường hợp thứ nhất, m bằng 0 thì lúc đấy phương trình nó trở thành là x cộng với 1 bằng 0. Như vậy nó có nghiệm duy nhất x bằng 1 bằng trừ 1. Còn nếu mà khác không thì đây mới là phương trình bậc 2. À, a cộng a trừ b cộng c, a thì bằng m nhá. Trừ b là trừ 2m cộng 1. Khánh thì hiểu nhưng mà trình bày chưa đạt. Đấy. Hai thằng này trừ với nhau là cuối cùng nó bằng 0, a trừ b cộng c là bằng 0 đúng chưa? Thì như vậy là nó sẽ có hai nghiệm, đó là x xì 1 bằng trừ 1 và nghiệm thứ hai là bằng trừ c trên a. Không biết phải có phải thầy giáo nghe nhầm không, nhưng mà Khánh quên không đọc cái con a. Trừ của c trên a ở trên m này. Này, chia cho m, còn con m ở dưới này. Xong rồi. Bài toán giải xong rồi. Khánh Minh thắc mắc gì không? Không. Phải khi a nó chứa tham số mình phải xét trường hợp bằng 0 và giải trực tiếp. A bằng 0 tức là m, đây là m bằng 0, phương trình trở thành là 2 là x cộng 1 bằng 0. Chúng ta dễ dàng giải ra là phương trình có nghiệm duy nhất x bằng trừ 1. Trong trường hợp m khác 0 thì phương trình đã cho mới là phương trình bậc 2 mà nó thỏa mãn là a trừ b cộng c bằng m trừ đi 2m cộng 1 đúng không ạ? Cộng m cộng 1 bằng 0. Suy ra phương trình có hai nghiệm là x bằng trừ 1, x1 bằng trừ 1 và x2 bằng trừ c trên a. Trừ c trên a tức là trừ của m cộng 1 trên m. Thế là xong. Mình mới nói hai nghiệm, mình không nói quên nói hai nghiệm chứ mình không nói hai nghiệm phân biệt đâu nhé. Đấy, bởi vì có trường hợp là con nghiệm đằng trước này bằng nghiệm đằng sau này. Bằng cách là cho hai thằng này bằng nhau thì chúng ta sẽ ra được một m luôn. Trong bài này nó không bằng nhau được. Bài này là hai nghiệm phân biệt. Rồi, như vậy bài trên đã được giải quyết xong với câu 1, câu A là gì? Câu A và câu B là không có tham số. Thế còn câu C và câu D thì có tham số. Tiếp tục, chúng ta sẽ làm bài thứ hai. Xác định m và tìm nghiệm còn lại, biết rằng bài này thì chúng ta gặp trong buổi trước, chúng ta có một cái cách làm rồi, nhưng hôm nay chúng ta sau khi học xong định lý vi thì ngoài cách làm của ngày hôm trước sang, chúng ta còn có thể làm một cách khác.
À, với câu hỏi như bài toán ở trước mặt đây thì chúng ta sẽ có thể làm một trong hai cách sau đây. Nhưng mà trước hết chúng ta phải hiểu được rằng là cái phương trình fx bằng 0 ấy, nó nhận x gì bằng x gì 0 làm nghiệm khi nào? Cái phương trình fx bằng 0 nhận x bằng x0 làm nghiệm khi và chỉ khi cái phương trình là mình thay x gì 0 vào thì nó phải bằng 0. Thế thôi, chìa khóa của nó là đây. À, như vậy đề bài yêu cầu là xác định m để cho phương trình có một nghiệm bằng trừ 3 và sau đó yêu cầu là tìm nghiệm còn lại. À, thì chúng ta sẽ thay vào thôi. À, phương trình có một nghiệm bằng trừ 3 khi và chỉ khi cứ ở đâu có x chúng ta thay trừ 3. Nhiều bạn là thay m trừ 3 là không đúng, có nghiệm bằng trừ 3 tức là x bằng trừ 3 chứ không phải m bằng trừ 3, do lúc học không để ý ghi nhầm. Giải phương trình khi m bằng trừ 3 nó khác với lại tìm m để phương trình có nghiệm bằng trừ 3. Giải phương trình khi m bằng trừ 3 nó khác với lại tìm m để phương trình có nghiệm bằng trừ 3, đúng không nào? Như vậy là phương trình có một nghiệm bằng trừ 3 khi và chỉ khi thay x bằng trừ 3 vào, cứ ở đâu có x thì thay con trừ 3 vào. 2 nhân với trừ 3 tất cả bình trừ đi m cộng 4 đóng vào ngoặc nhân với trừ 3 khi nhân số âm phải đóng vào ngoặc. Rồi nhân tung ra cho thầy nha, trà mi nhân tung ra nào, khai triển ra nào. Ê thầy bằng 18 trừ mở ngoặc m trừ 3m trừ 12 đóng ngoặc cộng m bằng 0. Tiếp tục. Tương đương với 18 cộng 3m cộng 12 bằng cộng m bằng 0. Tiếp. Tương đương với bằng 30 cộng 4m bằng 0. Tương đương với m bao nhiêu? Tương đương với 4 trừ 30 phần 4. Trừ 30 phần 4 nó có giả nước được không? Trừ 15 phần 2 ạ. Đúng rồi, trừ 15 phần 2. Đấy là chúng ta đã đảm nhiệm được là nó có một nghiệm bằng trừ 3 là xong. Đấy là đoạn đầu. Cái đoạn thứ hai thì chúng ta có hai cách giải. Đoạn thứ hai chúng ta có hai cách giải. Cách giải thứ nhất là chúng ta thay m bằng trừ 15 phần 2 vào giải bình thường. Trừ 5 phần 2 phương trình trở thành cái gì đó mà thay giải bình thường, chả ai có quyền trừ điểm cả. Phương trình trở thành, chúng ta thay bằng trừ 15 phần 2 vào thôi, xem lại phương trình của nó là ban đầu là cái gì. Trừ 15 phần 2 thôi, viết sang bên này cho nó được. Trừ 15 phần 2 đây, vào đây với m bằng trừ 5 và 15 phần 2 thì phương trình trở thành, với m bằng trừ 15 phần 2 thì phương trình trở thành là 2x bình trừ đi trừ 15 phần 2 cộng 4x cộng m bằng trừ 15 phần 2 trừ 15 phần 2 bằng 0. 2x bình phương trừ 15 phần 2 cộng với 4 thì là đi trừ 7 phần 2 trừ trừ thành cộng 7 phần 2 x trừ 5 phần 2 bằng 0. Khi nó có phân số mình có thể quy đồng lên để cho nó đỡ. 4x bình trừ 7x trừ 15 bằng 0. Thích giải delta này, giải mà không thì cho đề bài nó cho một nghiệm bằng trừ 3 thôi mà. Một nghiệm bằng trừ 3 thì nghiệm còn lại tính được nốt. Delta thôi, nếu mà giải bình thường là phải delta. Không giống như ở kia phải dùng delta, chết giả. Tại mình không dùng VS mà thì mình đến ta đến ta B bình là 7 bình trừ đi 4 lần AC, 7 bình là 49, 16 nhân với 15, 16 nhân 15 không 8 6 240 cộng lại bằng 289. 289 khai cắt bằng mười mấy, 17 rồi, 17 thử xem có đúng không, 9 11
Đúng rồi. Như vậy căn delta là bằng 17. Đây là giải rất chân phương đấy. Không cần vs vx gì. Delta 17 như vậy phương trình này nó có hai nghiệm phân biệt là x1 bằng trừ b tức là trừ 7 trừ 17 chia cho 2a là chia cho 8. Cái này cũng đây là trừ 28 trừ 28 phần 8 chia cả tử lớn mẫu cho 4 thì là trừ 7 phần 2. X2 bằng trừ 7 cộng 17 chia cho 8. Ôi chết, nhầm như nào nhỉ? Ừ, 24 trừ 3 đấy, sướng quá, viết nhầm 17 trừ 24, 24 chia 8 bằng trừ 3. Rồi ở ở dưới này là 10 phần 8 tức là 5 phần 4. Đấy là xong cách thứ nhất, giải rất chân phương theo delta tài tiết ẩm bị cả lên. Cái này là lúc đấy chưa học đến lý vi. Được chưa? Rồi cách một rất chân phương. Ồ, lại rất dễ hiểu, chả có gì cả. Tiếp tục cách thứ hai. Cách thứ hai là khi mình biết mà bằng nhiêu nhỉ? Chuột ơi chuột. M bằng trừ 15 phần 2. Bây giờ cách cách thứ hai. Cách thứ hai là chúng ta dùng định lý vs. M bằng trừ 15 phần 2 thì phương trình có hai nghiệm là x xì 1 bằng trừ 3 rồi. Nhớ rằng là x xì 2 thì nhân với x xì 1 là bằng c trên a. Đây này. Nhưng mà con x1 là mình lấy bằng trừ 3 rồi. Như vậy là trừ 3 lần x2 bằng c trên a. C trên a tức là m trên 2. Nhớ là m đang bằng trừ 15 phần 2. Chúng ta thay vào. Như vậy là trừ 3x2 bằng trừ 15 phần 2 mà chia 2 đó là trừ 15 phần 4. Đấy. Như vậy x2 sẽ ra bằng, giả nước cho 3 trừ 3 nó sẽ được lấy x2 bằng 5 phần 4. Xem có đúng đáp số trong trường hợp kia không. 5 phần 4. Đấy, thấy chưa? Vẫn ra được, cái đâu có nhất thiết. Có hai cách, một là giải bằng delta, hai là giải bằng định lý vs. Với m bằng trừ 15 phần 2 thì phương trình có hai nghiệm. Nghiệm thứ nhất là x bằng trừ 3 và nghiệm thứ hai áp dụng định lý vs. Chúng ta sẽ có x1 nhân x2 bằng c trên a, thay x1 bằng trừ 3 vào đây và thay m bằng trừ 15 phần 2 vào. Chúng ta sẽ được là trừ 3x2 bằng trừ 15 phần 4, kết quả x2 bằng 5 phần 4, xong. Rồi, thế đó chữa một bài mẫu câu A rồi đấy. Ngày bây giờ tương tự các em sẽ làm câu B, câu C và câu D. Xin bài. Câu B, câu C và câu D.
là tự trình bày câu B, câu C và câu D nhé. Luyện cả hai cách như thế giáo dạy cho nó quen. Vì sau này sẽ có những cách, có những bài chỉ dùng cách 1, có những bài chỉ dùng cách 2. Thế mình luyện nhiều cách thì mình mới phát triển được tư duy về toán nhé. Chứ đừng có lười thì bằng lòng một cách là đến lúc những có những bài nó không làm một cách khác là tịt. À, sau đây thì chúng ta sẽ làm bài số 3. Tìm giá trị của M để phương trình có hai nghiệm phân biệt trái dấu. Xin mời. Anh nghĩ ra điều kiện rồi, Khánh nghĩ ra điều kiện chưa? Anh chưa. Mỗi bằng trừ một thôi á. Anh chưa nghĩ ra rồi. À, chưa nghĩ ra. Ừ.
Bây giờ chúng ta để ý một chút điều kiện. Trước hết là nó có hai nghĩa phân biệt đấy, là biệt thức delta của nó phải lớn hơn không, và thứ hai khi nó có lớn hơn không rồi thì nó có hai nghĩa phân biệt là x1, x2, và lúc đó x1 nhân x2 là bằng c trên a. Nếu nó bỏ trái dấu thì lúc đấy con này nó sẽ âm đấy, âm tức là a c trái dấu nhau. Nhưng mà ngược lại, nếu mà a c mà trái dấu ấy thì delta bằng b bình trừ 4ac, nó lại chắc chắn nó dương. Cho nên về sau nó chỉ cần điều kiện AC trái dấu là đủ. Thầy giáo nói thế có hiểu? Từ từ nhé, bắt đầu đi từ đây nhé. Phương trình có hai nghĩa phân biệt trước này, là biệt thức delta phải dương này. Delta dương thì nó có hai nghĩa là x1, x2, và theo hệ thức VS chúng ta sẽ có là x1 nhân x2 bằng c trên a, là nhỏ hơn không. Hai nghiệm trái dấu, đề bài nó hỏi thế. Hai nghiệm trái dấu là c trên a phải nhỏ hơn không. C trên a mà nhỏ hơn không tức là a nhân c, nếu mà a dương thì c nó âm, và a âm thì nó c nó dương. Chốt lại là nó sẽ dẫn tới ac, a nhân c là âm. A nhân c là âm thì trừ 4ac nó lại dương. Nếu nó cộng với b bình thì nó sẽ lớn, càng lớn bằng không, lớn hơn không thực sự. Đúng chưa? Như vậy đấy, là điều kiện để phương trình bậc 2 mà có hai nghiệm phân biệt trái dấu, chỉ cần AC trái dấu là đủ. Thế là xong, thầy nó giải thích lý do rồi đấy. Hai nghiệm phân biệt trái dấu thì chỉ cần delta, à quên, AC trái dấu là đủ, tức là A nhân C nhỏ hơn không là đủ. Chứng minh như thế nào vừa chứng minh. Giả sử nó có hai nghiệm phân biệt trước, thì đó theo VS chúng ta sẽ có x1 nhân x2 bằng C trên A. Hai nghiệm trái dấu thì C trên A là phải âm. C trên A âm thì tương đương với A nhân C âm mà thôi. A nhân C âm lúc đấy chúng ta lại có B bình trừ 4AC chắc chắn dương. Đó. Như vậy điều kiện là trong bài này chỉ cần là AC nhỏ hơn 0 là đủ. Xong rồi. Đấy. Phân tích kỹ như thế nhưng đến lúc giải bài thì nó ngắn thôi. Điều kiện ngắn thôi. Được chưa? Khánh Minh thắc mắc gì không? Thắc mắc gì không? Không ạ. Không thì bắt đầu áp dụng một bài nhá. À, đấy là phải đã phân tích kỹ, còn lúc giải bài thì chỉ cần nói là phương trình có hai nghiệm phân biệt trái dấu khi và chỉ khi a nhân c nhỏ hơn không là đủ nha. Đấy là giải thích lý do xuất xứ. Đầu tiên là hai nghiệm phân biệt này thì delta phải dương này. Giả sử nó có hai nghiệm phân biệt rồi thì là x1 nhân x2 bằng c trên a này. Như vậy là hai nghiệm này sẽ trái dấu khi và chỉ khi c trên a là âm này. C trên A là âm, mà C trên A thì là nhỏ hơn không, tương đương với A nhân C nhỏ hơn không mà thôi. Thì A nhân C nhỏ hơn không thì delta của nó là trừ 4AC, B bình trừ 4AC chắc chắn dương. Cho nên có luôn hai chiều. Đấy, như vậy là với câu A và câu B thì giải rất dễ, còn câu C thì nó phải xét A bằng không, A khác không. Được chưa? Như vậy câu thứ nhất, câu A. Phương trình có hai nghiệm phân biệt trái dấu khi và chỉ khi. Ô chết. Phương trình này là chắc chắn là phương trình bậc 2 thôi mà. Đấy, cái phương trình trong A, phương trình có hai nghiệm trái dấu, phân biệt trái dấu. Khi và chỉ khi A trên C và C trên A nhỏ hơn không, tức là a nhân c nhỏ hơn không. Có lúc thầy cô giáo trên lớp thì dùng cái này, dùng cái này là bởi vì sử dụng định lý VS là x1 nhân x2 là bằng c trên a, thấy chưa? Cũng có lúc thầy giáo dùng cái này, dùng cái này thì mình cẩn thận, mà nó có ẩn mà dưới mẫu là nguy hiểm. Viết cái này thì là a nhân c nhỏ hơn không thì cũng thế thôi, hai cái này nó tương đương với nhau mà, nhưng mà nó tương đương trên tập tập xác định của tham số. Như vậy là A đây là bằng 1 và C của chúng ta là 3M trừ 1 nhân với nhau của nhỏ hơn không. Đói, giải nốt ra xem nào. Giải nốt ra ta được kết quả thế nào Khánh Minh? Đến đây giải nốt mà, có cái gì?
3m trừ 1 nhỏ hơn 0 chuyển vế sang. Bằng m nhỏ hơn 1/3. M nhỏ 1/3 đúng rồi, xong, cảm ơn. Rồi, thừa thắng xông lên câu B. Tại sao phân tích kỹ lý do rồi đi nhé. Là đầu tiên là có nghĩa hai nghĩa phân biệt là delta phải lớn hơn 0, rồi lớn 0 bây giờ trái dấu. Thì là C trên A phải âm, C trên A phải âm thì lúc đấy lại suy ra delta nó dương, cho nên có hai chiều thế là đủ. Với câu B thì mình làm hoàn toàn tương tự như trên. Vì hệ số A của nó khác không rồi. Chỉ có con C là cần phải lưu ý cẩn thận tại vì nó có chứa tham số nó nằm ở A.
nào, câu B ra đáp số thế nào? Chà mi ra chưa? Chà mi câu B. Câu B ra chưa? Không nghe được gì ạ. À, thế là chắc có bạn nào bật đấy để thầy ngắt bớt mic mic. Khánh Minh như kiểu học hay. Bây giờ nghe rõ chưa? Mình nói gì được đấy? Em nghe rẻ lắm thầy ạ. À thế à? Ừ, đúng hôm nay sóng nó có vấn đề nhỉ? Câu B, câu B. Em giải ra đáp số hay gì? Đến sắp rồi mà nhận. Câu B mình giải tương tự như trên thì mình sẽ ra được là phương trình có hai nghiệm phân biệt trái dấu khi và chỉ khi AC trái dấu đúng không? Phương trình có hai nghiệm phân biệt trái dấu khi và chỉ khi ở đây là cái gì? À, a nhân c là nhỏ hơn 0 tương đương với m bình. Đầu tiên là c trên a nhỏ hơn 0 trước, không phải giáo viên này bạn. C trên a nhỏ hơn 0. M bình trừ 8 nhỏ hơn 0. Tức là m trừ 2 căn 2 nhân m cộng 2 căn 2 nhỏ hơn 0. Cái này phải giải theo chương trình lớp 9 chứ không được giải theo chương trình lớp 10. Hai cái cùng âm, một cái âm một cái dương. M trừ 2 căn 2 lớn hơn 0, m cộng 2 căn 2 nhỏ hơn 0, m trừ 2 căn 2 nhỏ hơn 0, m cộng 2 căn 2 lớn hơn 0. Ừ. Giải nốt ra. Trên là m lớn hơn 2 căn 2, dưới là m nhỏ hơn trừ 2 căn 2. Hai cái này kết hợp với nhau không được cái gì cả. À, dưới cùng m nhỏ hơn 2 căn 2, m lớn hơn trừ 2 căn 2. Cái con này nó vô lý này. Nó lớn hơn 2 căn 2 rồi nó lại nhỏ hơn trừ 2 căn 2 là không thể xảy ra cùng một lúc. Thế còn ở dưới lớn hơn trừ 2 căn 2 nhỏ hơn 2 căn 2 thì được. M lớn hơn trừ 2 căn 2 nhỏ hơn 2 căn 2 và đó chính là đáp số. Câu B đã giải quyết được xong. Câu C thì mình phải cẩn thận hơn ở chỗ là mình phải xét cái trường hợp hệ số A bằng 0. Tức là 2m trừ 1 bằng 0, giải trực tiếp này. M bằng 1 phần 2. M bằng 1 phần 2 thì đây không phải là phương trình bậc 2, như vậy là không thể bậc 2 nữa. Đó là phương trình bậc nhất. Phương trình đã cho là phương trình bậc nhất. Phương trình bậc nhất thì không thể có hai nghĩa phân biệt được nhé. Tự giải cho là không thỏa mãn đề bài. Trường hợp thứ hai là m khác 1 phần 2 thì lại giống như trên, điều kiện để nó có hai nghiệm trái dấu, phân biệt trái dấu là c trên a nhỏ hơn 0, a nhân c lớn nhỏ hơn 0. Như vậy lúc này chúng ta sẽ có là 2m trừ 1 nhân với m cộng 3 nhỏ hơn 0, giải giống như bài vừa đấy. Đứng trước dương thì đứng sau âm, đứng trước âm thì đứng sau dương, trước dương sau âm, trước âm sau dương. Giải nốt ra nhé.
Như vậy đến đây chúng ta sẽ giải tiếp là nó tương đương với hai m trừ một âm thì m cộng với ba là dương, hai m trừ một là dương thì m cộng với ba phải âm đúng không? Ở trên thì là m nhỏ hơn 1/2, dưới là m lớn hơn trừ ba, còn đây thì đảo ngược lại m lớn hơn 1/2, m nhỏ hơn trừ ba. Có con m nào của lớn hơn 1/2 lại nhỏ hơn trừ ba không? Không có, chỉ có cái trên. Kết quả cuối cùng là m lớn hơn trừ ba nhỏ hơn 1/2, thế là xong. Lấy khi a mà nó chưa tham số thì phải cẩn thận xét trường hợp a bằng không và giải trực tiếp, thế là xong. Tiếp tục bài số 4. Cho phương trình như trên bảng, không giải phương trình hãy tính giá trị của biểu thức.
Đến bài toán này thì là chúng ta thuộc một cái loại bài sử dụng định lý VF, thì chúng ta phải nhớ một số cái sau đây. Sau đó các em sẽ vận dụng làm, đúng không? Không biết là trên lớp đã xét cái kiểu như này chưa, nhưng thầy giáo cũng nhắc là đối với trường hợp nó đối xứng như này thì chúng ta phải nhớ được là chúng ta có mấy cái cơ bản. Một là x1 cộng x2 thì chúng ta phải nhớ nó chính là trừ b trên a, x1 nhân x2 thì bằng c trên a. Như vậy nó có dạng, có thể có một cái số dạng sau đây, ví dụ x1 bình cộng x2 bình. Thì mình sẽ sử dụng phương pháp thêm bớt, nó giống như là a bình cộng b bình đấy, thì nó bằng a cộng b tất cả bình trừ đi 2ab. Thế thì ở đây thì nó sẽ là gì, x1 cộng x2 tất cả bình trừ đi 2 lần x1 x2. Đấy, x1 x2 thì đây dựa vào cái này. Ok, thứ nhất. Thứ hai là chính là cái con mũ 3 này. Thì chúng ta sẽ sử dụng công thức là a cộng b tất cả mũ 3 thì bằng a mũ 3 cộng 3ab a bình b cộng 3ab bình cộng a mũ 3. Nhưng mà mình ở dưới thì mình có thể viết ra thành là a mũ 3 cộng b mũ 3 cộng với 3 lần của ab nha cộng b. Vậy mình sẽ chuyển vế sang, mình được là a mũ 3 cộng b mũ 3 sẽ bằng a cộng b tất cả mũ 3 trừ đi 3 lần ab nhân với a cộng b. Đấy, lắp vào đây. Tiếp tục nữa, chúng ta cũng có thể gặp là 1 trên x1 cộng 1 trên x2. Mình quy đồng lên thì là x2 cộng x1 chia cho x1 x2 tổng như đây, tích thì ở phía dưới này. Đấy, như vậy nó có mấy cái cơ bản đấy, mình áp dụng vào mình làm được. Thế thì cái trên thì nó gợi ý rồi, còn cái ở dưới là như này. Mình sử dụng phương pháp thế bớt để mình tách ra, thì ở đây nó là 3x1 bình cộng 5x2 1x2 cộng 3x2. Thế mình đặt 3x1 bình cộng với 6x1x2 cộng 3x2 bình trừ đi x1x2. Thì con này nó là gì? Nó là 3 lần của x1 cộng x2 tất cả bình. Đấy, việc biến đổi hàm lượng thức nhiều nó sẽ có cái tác dụng là như thế. Như vậy cái tử xử lý xong nhé. Thế còn cái mẫu, mẫu nó chung nhau 4 lần x1, x2 thì ở trong còn lại là x1 bình cộng x2 bình. X1 bình cộng x2 bình thì là chúng ta vừa dùng rồi, là phương pháp thế bớt x1 cộng x2 tất cả bình trừ đi 2 lần x1, x2. Đấy, nó gợi ý x1 cộng x2 tất cả bình trừ đi 2 lần x1 x2, đúng chưa? Đấy, sau đó thì chúng ta thay vào, chúng ta thay vào là nó sẽ ra kết quả. Đấy, chốt lại là phải thuộc và biến đổi, nếu nó đối xứng thì chúng ta sẽ quy về các biểu thức tổng và tích, tổng và tích giữa x1 x2. Đấy, muốn làm được như vậy thì chúng ta phải thuộc hằng thức, thuộc hằng thức rồi chúng ta thêm bớt cho nó phù hợp. Ví dụ trong bài nó cho rất là xấu, nó cho là 3x1 bình cộng 5x1 x2 cộng với 3x2 bình. 3 thì mình mới liên tưởng cái thức là 3 lần của x bình, 1 bình cộng 6x2 x1 x2 cộng 3x2 bình, sau đó trừ đi 1 lần. Thế là nó giống như trên. Ba cái đầu tiên nhóm lại là 3 lần của x1 cộng x2 tất cả bình phương. Xong. Đấy nha, đấy là theo gợi ý bài 4. Chúng ta sẽ chép lại cái đề này, sau đó về nhà giải. Ai làm xong trước thì gửi cho thầy trên máy team được, hoặc là gửi trên Zalo để chịu khó. Đây, thầy nó có thể hỏi thêm nữa. Cho những cái này nó quen trước này. Cái này phải làm trước này. X1 bình cộng x2 bình, cái này phải làm trước.
trên x1 cộng 1 chia đến 2. Nhớ là có dùng định lý VS là x1 cộng x2 bằng trừ b trên a, và x1 nhân x2 bằng c trên a. Đấy, chìa khóa của nó là như vậy. Chúng ta có 4 ý về giải nha. Giải đi, nếu giải xong sớm được thì chụp gửi cho thầy luôn thì tốt, còn nếu không thì sáng mai ngồi giải. Thế chiều mai là chúng ta sẽ học từ 4 giờ chiều nhé. À quên, từ 2 giờ chiều, tức là 14 giờ. Được chưa? Xếp xong đề chưa? Khánh Minh chép xong đề chưa? Thế nhá, hôm nay chúng ta nghỉ ở đây. À, chào các em nhé. Rồi, chào. Chào thầy. Ừ, chào nha. Thank you.